Hi xin chào các bạn à, đây là một cái video chắc sẽ rất là tuyệt vời cho chúng ta khi mà chúng ta được uh, nghiên cứu với nhau về đức chúa trời thì đức chúa trời rất yêu thích cái việc mà ngài bày tỏ về chính mình ngài cho chúng ta và ngài luôn luôn làm điều này thì uh, trong cái video này chúng ta sẽ học về một đức chúa trời duy nhất và chỉ có một đức chúa trời thôi uhm chúng ta sẽ không bao giờ có hai đức của trời nhé. nếu như có một cái giáo lý nào mà dạy về hai đức của trời thì đó là sai nhé. chúng ta sẽ đến với nội dung chính trong cái nền à, tảng này. thứ nhất chúng ta sẽ xác định là đức của trời là ai, ngài thật sự là đứng như thế nào và làm sao để chúng ta có thể biết về ngài. và đây là một bài hạ bài học nền tảng nó sẽ không có nhiều sự à, nghiên cứu sâu sắc. Ấy. thì nếu như các bạn cần sự nghiên cứu sâu sắc thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận riêng hoặc là học các bài học sau nhé thì chúng ta sẽ học một cái phần quan trọng ở đây đó là kinh thánh là lịch sử của ngài. Khi mà chúng ta muốn biết về tiểu sử của ai đó hay là muốn biết về một người nào đó thì chúng ta phải có những cái ghi chép, có những cuốn sách nghiên cứu ai sử học về một nhân vật nào đó như bác Hồ chẳng hạn hay là một con người nào đó như Nguyễn Trãi hay Nguyễn Bình Khiêm hay là bất cứ ai đều phải có một cái lịch sử. Thì kinh thánh chính là quyển sách lịch sử mà chúng ta nghiên cứu về ngài và nó rất là rõ ràng trong bài học trước chúng ta đã học về kinh thánh và kinh thánh là lời của đức chúa trời đó là điều chắc chắn và kinh thánh hôm nay chúng ta sẽ hiểu nó là lịch sử của đức chúa trời và trong kinh thánh sẽ chép về đức chúa trời là ai và trong kinh thánh có những câu phán hay là lời phán hay là những câu nói trực tiếp của đức chúa trời và ngài bày tỏ chính mình ngài ở trong kinh thánh thì uh, chúng ta đã biết uh, câu kinh thánh rất là lịch sử và nổi tiếng đó là chúa phán với môi xe và chúa phán là uh, ta là đức chúa trời ta là ta ta là đấng hằng hữu à, trong kinh thánh thì viết là I am who I am tức là ta chính là ta à, tức là ngài là chúa trời thì cái câu đó nó mang tính chất thần học và câu đó có thể giảng thành một bài giảng riêng à, nhưng mà trong đây mình muốn giới thiệu các bạn cái những điều sơ học những cái nền tảng thì nó phải dễ hiểu cho các bạn một chút thì chúng ta sẽ có cái câu gốc khác đó là câu gốc Jeremy chương 9 câu 23 và câu 24 Đức Giê-hô-va phán như vậy người khôn chớ khoe sự khôn mình Người mạnh chớ khoe sự mạnh mình Người giàu chớ khoe sự giàu mình Nhưng kẻ nào khoe Hãy khoe về trí khôn mình Biết ta là Đức Giê-hô-va là đấng làm ra sự thương xót Tránh trực công bình trên đất Vì ta ưa thích những sự ấy Đức Giê-hô-va phán vậy Tức là ở đây chúng ta sẽ nói về một cái việc là Đôi khi chúng ta thường khoe về Mình học cách sách này, mình đã tốt nghiệp đại học này Hay là mình giỏi về vấn đề kia Nhưng Đức Trời muốn một con người Điều đầu tiên đó là hãy khoe mình về mình biết về Đức Chúa Trời là ai à, Chúng ta cũng có một câu kinh thánh rất là hay Đó là hãy yên lặng và biết ta là Đức Chúa Trời Việc biết Đức Chúa Trời quan trọng hơn tất cả bạn biết mọi cái kiến thức trên đời này Và cái kiến thức đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn để biết về Đức Chúa Trời Đó là chỉ có một Đức của Trời và Ngài là Vĩnh Cửu à, Vĩnh Cửu có nghĩa là gì? Bạn sẽ tưởng tượng về kim cương hay là tưởng tượng về một cái gì đó không bao giờ thay đổi bất biến Nó làm cái gì đó không bao giờ có thể chuyển dịch và ngài vĩnh cửu là như vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa cái điều này sâu sắc hơn như sau. Vĩnh cửu ở đây chúng ta sẽ nói về Đức Chúa Trời không hề có sự khởi đầu. Vì ngài là khởi nguyên, ngài là khởi thủy, ngài không hề có sự khởi đầu. À, chúng ta sẽ biết được là mọi sự thì đều có sự khởi đầu, nhưng ngài thì không. Điều này nó hơi khó hiểu một chút. À, chúng ta biết rằng trái đất, vũ trụ, thiên sứ, ma quỷ, loài người và môn vật đều phải được tạo ra, đúng không? Đều phải được tạo ra và có rất nhiều các thuyết, có rất nhiều các nghiên cứu, có rất nhiều các à, định nghĩa là rằng là đã tạo ra đã như thế này đã xảy ra nhưng mà đối với đức trời thì nó vượt qua cái sự hiểu biết cái vô lượng của đức của trời cái sự hiểu biết của chúng ta không thể hiểu hết về cái sự không có khởi đầu là như thế nào không có khởi nguyên là như thế nào đối với đức của trời là như vậy trong sáng thế ký chương một câu một chiếc là ban đầu đức của trời tạo dựng nên trời đất à, đức của trời là đứng ban đầu Ngài là đứng ban đầu nó là cái gì đó rất là khó hiểu ban đầu có đức của trời và ban đầu đức của trời tạo dựng nên trời đất nó rất là khó hiểu à, ngài đứng không có khởi thủy nhưng là ngài chính là khởi thủy của tất cả mọi vật trái đất vũ trụ thiên sứ ma quỷ và là người vì chính ngài là tạo ra trước khi có mọi sự thì đã có đức chúa trời chúng ta không thể hiểu rõ bên trời nhưng là nhưng ta cứ nói với nhau đó là ngài không có khởi thủy điều thứ hai đó là đức chúa trời không có khởi đầu và cũng không có kết thúc đức chúa trời không có khởi đầu và không có kết thúc chúa không bao giờ kết thúc ngài không giờ chấm dứt ngài không giờ chết đi ngài không giờ biến mất ngài không giờ hết năng lượng Ngài không bao giờ tan biến Đức Trời là như vậy Điều đó có nghĩa là vĩnh cửu Đấng vĩnh cửu có nghĩa là không hề có khởi đầu Không hề có kết thúc Ngài vĩnh cửu trường tồn vĩnh viễn mãi mãi Từ trước vô cùng cho đến đời đời Từ xưa xưa từ cổ đại Từ bao giờ chưa có một ngày nào của một ngày Chưa có ngày, chưa có thời gian Chưa có ánh sáng, chưa có gì Đã có Đức Trời Và sau này mọi sự kết thúc đi vẫn còn Đức Trời À, đức trời là đứng như vậy vĩnh cửu là như vậy ngài vượt quá cái sự hiểu biết cái sự suy tưởng của chúng ta. Là như vậy. Chúng ta có một câu Kinh Thánh đó là Thi Thiên chương 90 câu 2. Chúng ta sẽ thấy là câu Kinh Thánh này là trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng lên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. À, câu này vô cùng vô cùng vi diệu, nó thực sự là không quá quá sở hiểu biết của chúng ta đúng không ạ? Quá sở hiểu biết của chúng ta. À, Đức Chúa Trời như vậy. Chúng ta sẽ có bốn gạch đầu dòng để ghi nhớ với nhau. Đó là không có lúc nào Đức Chúa Trời không hiện hữu. Đức Trời lúc nào cũng tồn tại hiện hữu, ngài hằng còn, hằng có, vĩnh cửu mà không biến mất được. Ngài không có ai dựng lên ngài. Không ai dựng lên ngài và không có một thần nào tạo nên ngài bởi vì ngài là đầu tiên, không có ai tạo nên ngài được. Thực ra thì cái điều này nó sẽ có một cái ý nghĩa như thế này về cái việc không ai dựng lên ngài như thế này. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn thờ phượng một thần nào đó thì chúng ta thường suy tưởng và nghĩ về thần đó và ta tưởng tượng ra thần đó rồi chúng ta đúc cái ông thần đó rồi chúng ta thượng thờ giống như là nói thì có thể động chạm và có thể là sẽ là uh, xin lỗi tất cả những bạn nào mà chưa có cái đức tin với Chúa đấy thì ví dụ như ông thần tài chẳng hạn hoặc là um, hoặc là ông thần tiền chẳng hạn đó thì chúng ta thường tưởng tượng như ông thần tài chúng ta đúc ra cái ông đó và chúng ta thờ chứ thực ra thì không hề có ông đó tức là tức là chúng ta tự dựng lên đó tức là cái điều này cũng giống một cái như vậy ngài không do ai dựng nên cả lên điều mà đức chúa trời cấm loài người đức chúa trời cấm tượng chạm chúa cấm đục đẽo tượng chạm chúa rất là cấm cái điều này và thực ra thì chúng ta đục đẽo để chúng ta vui chơi hoặc ta để trưng bày làm cảnh thôi thì nó là điều, điều 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 tốt nhưng mà đức chúa trời biết rằng khi chúng ta đục đẽo ra chúng ta tưởng tượng ra chúng ta dựng nên một ông đó thì chúng ta lại đi nghĩ rằng ông đó có quyền phép nghĩ rằng ông đó có thể khả năng chúc phước hoặc người ta duy tâm vào cái điều đó vì chúng ta suy tâm vào cái cái tượng mà chúng ta đục ra nên đôi khi chúng ta là biến cái tượng đó thành một cái thần và chúng ta thờ lại cái điều đó thì đức trẻ rất là là không thích cho nên là để cái việc đó không xảy ra nên ngày cấm con người đục đẽo tượng chạm là như vậy thực ra chúng ta có thể đục đẽo nhưng mà đừng nên thờ vượng nó có thể trang trí có thể là bày hoặc là trưng bày hoặc là trang trí hoặc là tiểu cảnh hoặc là cái gì đó để chúng ta cảm thấy nó giải trí nhưng mà đừng nên thờ vượng nó À, cái đầu dòng thứ ba là ngài đứng hằng sống hằng sống có nghĩa là bất diệt ngài không thể bị tiêu diệt không thể à, bị biến mất ngài bất diệt tồn tại à, đức trời tồn tại hằng sống mà. không thể chết được tiếp theo là ngài đứng y nguyên không thể thay đổi ngài không thể thay đổi không hề thay đổi và đứng y nguyên thực ra ta sẽ nói là không hề thay đổi nó sẽ giống như ô thế Chúa không có một cái gì thay đổi à? Thực ra thì Chúa có cái sự thay đổi về ý ý định của Chúa ví dụ như Đức trời định ban cho bạn điều này nhưng Chúa không muốn ban cho bạn nữa hoặc là Chúa đánh nghe Chúa sẽ trừng phạt bạn hay Chúa sẽ làm một cái điều gì đó để dạy dỗ bạn nhưng rồi Chúa nghĩ Chúa lại nên thực hiện một cái điều khác cho bạn chẳng hạn hoặc Chúa muốn ban phước cho bạn nhiều hơn chẳng hạn thì đấy là cái, là cái sự thay đổi của Chúa nhưng mình muốn nói về cái sự y nguyên cái sự y nguyên không thay đổi của ngài đó là về cái bản chất Đức trời là ai Đức trời là Đấng vinh cửu thì ngài không thể thay đổi ví dụ như ngài không thể nhỏ đi không thể lớn hơn tức là ngài không thể nào mất đi một phần của ngài hay là mất đi một cái tính chất nào của ngài theo thời gian. Đây là nói về sự y nguyên là như vậy các bạn hiểu Tức là không thể mất đi một tính chất, một phần nào của ngài về thời gian. À, vì ngài là lẫn vĩnh Kiểu vĩnh Kiểu có nghĩa là không hề mất đi một phần nào hay một tính chất nào của ngài về mặt thời gian. cho à, là như vậy. Đức Chúa Trời ba ngôi chúng ta sẽ học về một cái chân lý. Chân lý này là cái chân lý quan trọng nhất về Đức Chúa Trời. Điều này sẽ rất khó hiểu với chúng ta và chúng ta có thể là sẽ không hiểu được vì Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Trời không thể hiểu bằng tâm trí hữu hạn của con người loài người không thể hiểu về cái sự vô lượng vì con người là hữu hạn con người không thể hiểu về sự vô lượng nào nên chúng ta phải nhớ thôi chúng ta chỉ ghi nhớ điều này đó là Đức Chúa Trời vĩnh cửu từ khởi thủy cho đến tận cùng Ngài không thay đổi nên chỉ có một mình Ngài mà thôi nhưng Ngài có ba ngôi Ngài có ba ngôi thì chúng ta sẽ chứng minh điều này qua câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 Đó là Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người à, Như chúng ta tự ta các thứ đúng không? Nhưng mà đây Ngọc muốn nhấn các bạn cái câu chúng ta Chúng ta trong cái câu này Đức Chúa Trời nói về ba ngôi của Ngài Tức là số nhiều, à, chúng ta là số nhiều Ngài nói về câu ba ngôi Thì à, ngay cả cái câu Sáng Thế Ký chương 1 ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng lên trời đất Thì ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng này Thì Đức Đấng tạo dựng này cũng là số nhiều trong cái từ của từ hyba lai từ hyba lai là nguyên gốc được kinh thánh được viết ra đó thì cũng là từ chúng ta tức là số nhiều các bạn nhé thì ba thân vị này sẽ đồng đẳng đồng quyền sẽ bằng nhau và ba thân vị này là ai thực ra thì chúng ta thường gọi đó là đức chúa trời cha hay là đức chúa cha và đức chúa trời là đức chúa con là ngôi thứ hai ngôi thứ nhất là đức cha một thứ hai là chữ con. chữ con thì chúng ta thường gọi với danh Giêsu và chúng ta thường nhân danh đấng quýt là nhân danh Giê-xu quýt để chữa lành kẻ đau đúng không? Đuổi quỷ bắt rắn trong tay các giới độc và làm các phép lạ đúng không? Thì và thánh linh là đấng thi hành, đấng thi hành, đấng thi hành quyền phép đó thi hành quyền phép đó các phép lạ đó thì là đức thánh linh thì đức chúa trời có ba ngôi như vậy thực khi chúng ta cũng không hiểu rõ được cái từ ngôi nhưng mà từ ngôi được lấy ra mang tính chất là chỉ về sự cai trị nhưng mà chúng ta muốn nói về cái việc ở đây là chúng ta muốn nói về một đấng thần linh rõ ràng và ngài không thể tách rời ra ngài không thể tách rời ra và ngài đồng đẳng đồng quyền với nhau nhưng mà thực ra thì đức chúa trời chỉ có một thôi chỉ có một thôi điều này sẽ giống như thế này à, À, để các bạn có thể hiểu được thì mình sẽ lấy một cái ví dụ, à, cái ví dụ này để giúp chúng ta hiểu thôi, để chúng ta, giúp chúng ta có thể mường tượng tạm mường tượng nó thôi chứ ta không, chúng ta không, không thể cố gắng hiểu hề về hết tức được. Nhưng ta cũng phải có một cái ví dụ gì đó để chúng ta có thể mường tượng về ngày Đó là chúng ta sẽ tưởng tượng về một quả trứng các bạn nhé. Chúng ta sẽ tưởng tượng về một quả trứng. Thì có à, một quả trứng, ở đây quả đây là một quả trứng chim cút. Thì muốn nói các bạn là quả trứng này sẽ có 3 phần. Các à, bạn chỉ nhìn thấy cái lớp vỏ bên ngoài thôi, chúng ta không nhìn thấy bên trong là có lòng trắng và lòng đỏ đúng không ta không hề nhìn thấy chỉ khi nào ta bóc quả trứng này ra thì chúng ta mới biết là bên trong có lòng đóng trắng và lòng đỏ đúng không nhưng vì chúng ta đã từng bóc những quả trứng khác rồi nên chúng ta biết ở trong này có lòng trắng và lòng đỏ nhưng thực ra thì đây là một quả trứng chưa được bóc ra nên chúng ta chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài thôi và chúng ta hiểu về đức trời cũng theo cách mà ta hiểu cái quả trứng này nhé đó là nếu như chúng ta bây giờ đập vỡ cái vỏ này thì quả trứng sẽ không còn là quả trứng nữa bởi vì quả trứng sẽ vỡ ra, nó sẽ không còn nguyên vẹn nên đôi trời là đứng nguyên vẹn nên cho nên là ngài luôn tồn, tồn tại à, cùng nhau trắng cũng giống như quả trứng này lòng trắng lòng đỏ và vỏ luôn phải nguyên như thế này nếu chúng ta muốn lấy lòng đỏ ra ta phải vẫn phải đập vỡ vỏ lấy lòng trắng cũng vậy hoặc là nếu ta đập vỡ vỏ thì lòng trắng lòng lòng đỏ cũng phải tự tự vỡ ra đúng không à, tức là không thể tách rời nhau được chúng ta không thể tách rời nhau nếu ta tách ra thì quả trứng sẽ không còn là quả trứng nữa đúng không sẽ không còn là quả trứng nữa đối với trời cũng vậy ba ngôi là cũng như vậy nhé chúng ta hiểu 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 như vậy nếu chúng ta tách ra thì sẽ không còn là là một thể nữa đúng không còn là một thể nữa đấy. cho nên là không phải là có ba đứa của trời mà chỉ có một con một đứa của trời thôi không phải có ba quả trứng mà chỉ là có một quả trứng có ba phần thôi Đó. đối đối với đứa của trời cũng như vậy nhé đây là đấy là một cái đây là cái ví dụ để các bạn hiểu cái cách hiểu là như vậy à vì cái điều đứa của trời ba ngôi này nó là điều vô cùng quan trọng vì có những cái tà giáo đã xuyên tạc cái điều này rất là kinh khủng và Đức Chúa Trời ba ngôi thì chúng ta thường uh, nói thêm một chút ví dụ Đức Chúa Trời là đấng đưa ra quyết định, Đức Chúa Trời cha là đấng thường đưa ra quyết định, ngôi cha thường là là đấng đưa ra quyết định. Và Đức Con là đứng thi hành và thi hành bởi Thánh Linh, tức là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời là Thánh Linh. Thì đấy là là ba và Đức Thánh Linh thì cũng ở trong lòng của chúng ta đúng không? Thanh niên ở trong lòng chúng ta. Đức Chúa Giêsu ngôi hai thì ngồi bên hữu Đức cha và cầu nguyện và Đức cha là đứng đưa ra quyết định à, khi lời cầu nguyện được thực hành. Đó nó là cái như vậy. Chúng ta sẽ học về cái nguyên lý ba ngôi này sâu hơn khi chúng ta học cái thần học cao hơn một chút. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ý mà là muốn nhấn mạnh các bạn đó là Đức Chúa Trời có ba ngôi vị còn loài người chỉ có một nhân vị thôi. À, tức là Đức Chúa Trời có ba thân vị còn con người chỉ có một thân vị thôi à, Đức Trời có ba ngôi vị Con người chỉ có một nhân vị thôi Ba thân vị đối với Đức Trời Một thân vị đối với con người Nhưng mà con người người ta gọi là nhân vị Vì con người là loài người Còn Đức Trời là thần linh Nên ta gọi, gọi, là ngôi vị Nên Ngài có ba ngôi vị Còn con người chỉ có một nhân vị thôi Tiếp theo ta sẽ học về Ngài là Đức Trời Là đấng hiện hữu trước mọi sự Và độc lập khỏi mọi sự Thì chúng ta biết là Chúa đã ban đầu rồi Ngài hiện hữu trước mọi sự rồi Nhưng cái điều quan trọng là Chúng ta phải hình dung là Chúa độc lập với mọi sự nhé. Ngài không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Không lệ thuộc, Ngài độc lập, mà mọi thứ phải lệ thuộc vào Ngài mới đúng. Ngài độc lập, Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Có một người nói là Chúa chết vì tôi. Đúng là Chúa Chúa chết vì bạn hay là Chúa sống lại vì bạn, đúng không ạ? Nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là Chúa lệ thuộc vào bạn, Chúa lệ thuộc vào bạn, mà điều đó là Chúa vì bạn mà chết nhưng mà bạn phải lệ thuộc vào sự chết của Ngài hay lệ thuộc vào sự sống lại của ngài để được cứu về thiên đàng chứ không phải là ngài lệ thuộc các bạn đấy thế là các bạn phải hiểu như vậy cái, đôi khi là cái ngôn ngữ ấy nó không thể nói hết được cái mà chúng ta hiểu đôi khi như vậy nên chúng ta phải hiểu chứ không phải là ngôn ngữ nha à, đó cho nên chúng ta sẽ biết được là ngài không cần khí để thở ngài không cần thức ăn không cần nước uống ngài không cần ánh sáng ngài không cần ngủ ngài không cần ban ngày hay là ban đêm và ngài không cần phải cung cấp năng lượng để tiếp tục sống và ngài không đói khát mệt mỏi ốm đau bệnh tật ngài không có những điều đó vì ngài độc lập khỏi mọi sự ngài à, ngài độc lập khỏi mọi sự và điều đó nó còn có nghĩa là đức trời cao trọng hơn mọi sự nữa cao cả hơn thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau nhưng mà chúng ta sẽ có một số câu gốc như thế này người không biết sao không nghe sao đức trời hằng sống là đức giê-hô-va là đứng dựng lên các đầu cùng đất chẳng mệt mỏi sự khôn ngoan không thể dò đúng không chúng ta có thể hỏi chúng ta có đọc thêm là ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn thêm năng lực cho người khác đúng không thì ngài là đứng ban cho và ngài không phải nhờ và ai cả đấy. chúng ta sẽ đọc cái câu 147 câu 5 nhé 147 câu 5 là Chúa chúng tôi thật lớn có quyền năng cả thế sự thông sáng của ngài là vô cùng vô tận đúng không chúng ta sẽ đọc câu này Tiếp ta sẽ đọc câu Roma chương 11 Roma chương 11 Câu 33 và 34 Câu 33 và 34 nhé Ta sẽ thấy đây Ôi sâu nhiệm thay nạ sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời Sự phán kết Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được Đường Đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được Vì ai biết ý tưởng Chúa Ai là kẻ bàn luận của Ngài à, Đây chúng ta sẽ thấy một cái sự nói về sự khôn ngoan, sự mầu nhiệm của Chúa thì chúng ta sẽ học cái phần tiếp theo đó là Đức Chúa Trời là đấng biết và hiểu biết mọi sự à, chúng ta đọc một số câu nói về sự hàng sống của Chúa và nói về Chúa là đấng không phải nhờ vào ai và ngài là đấng ban vì ngài là đấng ban trong nguồn năng lượng chứ không phải ngài nhờ vào năng lượng và chúng ta biết được rằng Chúa là đức Chúa trời có sự hiểu biết và hiểu biết mọi sự ai có thể bàn luận được với ngài thì không ai có thể giỏi hơn Đức Chúa trời và không hề một thiên sứ hay là một ma quỷ tà linh hay là một loài người hay là một bất cứ ai có thể giỏi hơn Đức Chúa trời hay hiểu biết hơn Đức Chúa trời biết mọi sự như Đức Chúa trời vì Đức Chúa trời là đấng tạo ra chúng ta đấng tạo ra chúng ta và ngài vô lượng vô cùng chứ không phải là vô hữu hạn như chúng ta à, ngài có trước mọi sự và chúng ta thấy là con người sinh ra đời thì là bởi cha mẹ còn đứa trời thì không phải ai sinh ra cả à, con người mà không có ai chăm sóc không được nuôi dưỡng thì sẽ chết không thể sống sót được con người nếu như không có sự dạy dỗ thì sẽ không thể lớn khôn thành người lớn được đúng không? nhưng đứa trời không như vậy đứa đứa trời là sự vô cùng của ngài ngài là đứng toàn hảo ngài có thể tự ngài đứng tự hữu và hằng hữu ngài là đứng không phải được sinh ra mà là tự có, tự có, tự có và có từ trước vô cùng đã có ngài. Chờ, con người chúng ta thì có thể lý, chúng ta cần ăn và uống, cần khí để thở. Nhưng Đức Trời không bao giờ cần điều đó. Đức Trời không cần khí để thở đúng không ạ? Ngài là thần linh và ngài vượt ra khỏi điều đó. Và điều đó vì Chúa tạo ra điều đó nên ngài không lệ thuộc vào nó. Chúng, uh, có một điều rất hay nghiên cứu khoa học đó là chúng ta sẽ không sống được bao lâu nếu chúng ta không được bảo vệ khỏi tia cực tím chúng ta biết là uh, trên bầu trời kia có tầng ozone đúng không ạ và nếu như tầng ozone này bị thủng thì tia tia cực tím sẽ phóng thẳng xuống trái đất và chúng ta sẽ 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 không sống được bao lâu cả nên là cái hiệu ứng nhà kính đúng không hiệu ứng nhà kính khi mà tầng ozone bị phá hủy nó rất là nguy hiểm và cả thế giới đều chống lại điều này và kêu gọi về sự bảo vệ môi trường đúng không ạ cho nên là chúng ta thấy rằng con người, người ta rất mong manh dễ vỡ đó rất mong manh rất rất dễ rất, rất dễ bị tổn thương và rất dễ con ạ bị 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 diệt khỏi mặt đất rất dễ luôn à, và đó là cái sự hữu hạn của chúng ta và cái sự hiểu biết của chúng ta sự hiểu của loài người nó cũng hữu hạn như là cái sự sống của chúng ta trên đất vậy nó hữu hạn như vậy rất dễ biến mất đúng không ạ nó hữu hạn lắm nó hữu hạn lắm chúng ta hiểu biết bằng cái bộ lão này cực kỳ hữu hạn nên cho nên chúng ta đừng lấy cái sự hữu hạn của mình để đo lường về đức của trời À, vì ngài vượt hơn những gì cái bộ lão của chúng ta có thể suy nghĩ những gì mà trí tưởng tượng chúng ta có thể tưởng tượng được về ngài ngài vượt hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được ngài vượt hơn đấy nếu như các bạn tưởng tượng về sự vô lượng như thế nào thì chúa có thể vượt hơn cái điều các bạn đang tưởng tượng nó như vậy chúng ta không thể hiểu được hết đâu à, chúa vô hạn vô hạn như vậy đức chúa trời là thần linh và đấng chân thần à, trong răng chương bốn À, câu 24, chúng ta sẽ đọc cái câu kinh thánh này để công bố rằng Đức Trời là đấng thần linh và là chân thần. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ Ngài phải lấy tâm thần và lại thật mà thờ lại. Đúng không ạ? Đây là điều mà chính Đức Chúa Đức Chúa giêsu đã phán. Đúng không? Chúa đã dạy người đàn bà Samari bên giếng nước, Đức Chúa nói là Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lại thật mà thờ lại. À, vì Chúa là thần, Chúa là thần linh. Vì Chúa là thần linh và Chúa là chân thần, cho nên chúng ta phải thờ lại ngài đúng với cách mà ngài muốn đúng không ạ vì ngài không có xương thịt ngài lên ngài không cần cái nhu cầu của thể lý nên cho nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúa phải ăn chiên bò lừa nên ta phải đi dâng cái điều đó không phải à. cho nên là chúng ta cho nên là nên là chúng ta không thờ lại đức trời giống như chúng ta thờ lại những cái thần mà chúng ta vẫn thờ lại ở ngoài đời đúng không ạ không phải cúng tiến điều này cúng tiến điều kia đức trời không cần cái sự cúng tiến đó đức trời không cần điều đó vì ngài là thần linh và chân thần đức trời có tâm trí các bạn nhé, có tâm trí, có ý chí và tính cách tất nhiên điều này rồi là có rồi, vì ngài thể hiện cái tính cách của ngài. ngài, thể hiện cái cái bản tính của ngài, tâm trí của ngài, suy nghĩ của ngài, kế hoạch của ngài, tất cả là thể hiện trong kinh thánh và thể hiện trên cuộc đời của mỗi người tin ngài nữa, đúng không? và thể hiện trong suốt dòng lịch sử của loài người và trái đất và chúng ta sẽ thấy được là đức trời là vô hạn, vô cùng và vô lượng thì thần linh mà đúng không? vô hạn vô cùng và vô lượng ta sẽ hiểu điều này ở đây. Thứ nhất là sự vô hạn của Chúa là Chúa ở khắp mọi nơi và luôn luôn, khắp mọi nơi luôn luôn, tức là toàn tại, Đức trời nó toàn tại, khắp mọi nơi và luôn luôn, toàn tại, Đức trời như thế các bạn sẽ hiểu là lúc nào cũng có ngài ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi đâu, lúc nào cũng có ngài, luôn luôn ở khắp mọi nơi, Đức trời như vậy, nó sẽ hiểu điều này nó như thế nào chúng ta sẽ hiểu điều này rất là vô cùng đúng không vô lượng đúng không vô cùng vô lượng à, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài ở trong mọi vật ngài không phải ở trong mọi vật ngày xưa khi học về đến cái điều này đó là đức ở khắp mọi nơi mà đức khắp mọi nơi và luôn luôn nữa cho nên là có một mục sư đã hỏi các nghe, học viên của mình ấy, là đức của trời có ở trong lốp xe không? Trong lốp xe có đức của trời không? Thì thực ra thì cái câu này có rất nhiều người đã không thể trả lời được câu này và có một người đã rất thông minh trả lời câu này như thế này. Đó là trong đức của trời ầm, à, đó là trong lốp xe có đức của trời vì đức của trời ở khắp mọi nơi. Nhưng đấy là sự hiện hữu và sự vô lượng của ngài thôi. Nhưng đấy là nói về sự vô lượng của ngài cho nên ngài ở khắp mọi nơi. Nhưng mà cái việc ở trong cái lốp xe đó nó không có cái ý nghĩa hay là nó không có cái giá trị lợi ích nào cả nên cái việc ở trong lớp xe nó không quan trọng nên chúa không phải là hiện hữu ở đó như cách mà chúa hiện hữu ở trong hội thánh hay trong sự thờ phượng hay là trong sự thể trị quyền năng hay là phép lạ của ngài thì người đó trả lời rất là hay nhưng thực ra câu đó nhưng mà thực ra câu trả lời đó nó cũng không phải là đúng thực ra thì chúa không ở trong lớp xe mà là chúa ở khắp mọi nơi theo tính chất là mọi vật ở trong ngài chứ không phải ngài ở trong mọi vật điều này sẽ giống như thế này điều này nó sẽ giống như thế này các bạn ạ đó là cái cốc nước này đúng không? các bạn sẽ thấy là trong cái cốc này có nước. Đức trời có giống như là thì nếu như nói là đức trời ở khắp mọi nơi thì trong cốc nước này có ngài không? Đúng không? trong nước này có ngài không? thì điều ra chúng ta sẽ nói là như thế thì trong 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 ruột gan tôi khi tôi uống nước là đức trời có ở trong đây không? Đức trời không giống như vậy. Đức trời không phải là ngài ở trong mọi vật mà là mọi vật phải ở trong ngài. không phải là mọi ngài ở trong mọi vật không phải là ngài ở trong cái cốc nước này mà là cái cốc nước phải ở trong ngài. giống như bạn nhém cái cốc nước này xuống biển hay xuống đại dương hay xuống con sông chẳng ạ? Thì cái cốc này bị bao phủ bởi dòng sông và dòng sông nuốt chửng cái cốc này. Đức trời cũng như vậy. Đức Phật ở khắp mọi nơi mang ý nghĩa như vậy. Mang nghĩa như vậy, tức là ngài biết mọi sự, ngài biết vì ngài ở khắp mọi nơi, mà ngài ở khắp mọi nơi theo cách là mọi vật phải ở trong ngài. À trong cái sự kiểm soát của ngài thì cái gạch đầu dòng thứ hai chúng ta sẽ thế là ngài lớn tạo hóa cho nên ngài khác với cái tạo vật chúng ta thấy là cái cốc hay là nước hay là tất cả chúng ta ở đây đều là tạo vật của chúa thôi cho giữa vì chúa đã tạo nên chúng ta đúng không ạ tất cả chúng ta có sau chúa nên là chúng ta được gọi là tạo vật của ngài vì ngài tạo ngài là tạo hóa ngài tạo nên cho nên cách ở trong mọi nơi và ở khắp mọi nơi và ở mọi nơi luôn luôn nó không giống như là cái cách mà chúng ta hiểu về vật chất không phải hiện cách mà ta hiểu là nước ở trong cốc đó là cách hiểu của tạo vật đúng không? chúng ta dùng cái cách hiểu tạo vật mà để hiểu cho đức tạo hóa thì điều đó là không đúng. thế cho nên chúng ta chỉ có thể hiểu được là um, mọi vật ở trong ngày trước ngày không ở trong mọi vật thôi. đúng không? chúng ta phải hiểu như vậy. nhưng mà chúa ở khắp mọi nơi luôn luôn là như vậy. vì là tạo hóa chúng ta không hiểu theo cách của tạo vật. đấy là mình muốn nói với các bạn như vậy. thế cho nên là câu hỏi trả lời chúa ở trong lớp xe không thì uh, trả lời có hay không? nó đều là uh, trả lời có hay không thì nó nó đều là những cái chỉ là những cái phân tích lý giải thôi chúng ta toàn lấy những cái hữu hạn để đo cái vô hạn thôi nó rất là dở hơi và uh, lấy cái tạo vật để đo đấng tạo hóa thì nó rất là buồn cười đó. vì đũa trời là đứng cao trọng hơn tất cả đó, nên chúng ta không so sánh cái điều đó ta không nghĩ về điều đó nó rất là dở nhé uh, thứ hai là ngài lớn và cao cả hơn những gì ngài tạo lên nên cho nên là ngài không tự giữ ngài ở trong cốc này thì nó rất là buồn cười đúng không ạ như vậy đó À, chúng ta sẽ thấy uh, Jeremy chương 23 câu 24 nhé câu 23 thì trước khi đọc câu kinh thánh này mình sẽ nhấn mạnh cái điều mình muốn nói là Đức Chúa Trời lớn nào đến nỗi ngài không cần đi đâu và không cần phải di chuyển mọi vật ở trong ngài và trong sự kiểm soát của ngài các bạn nhớ điều này rồi chúng ta sẽ đọc câu Jeremy chương 23 câu 23 chúng ta sẽ cùng nhau tuyên đọc câu này đó là Đức Jehovah phán ta có phải Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Trời, Đức Giê-hô-va phán, có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín? Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Diêu Pha phán, há chẳng phải ta đầy rẫy các từng trời và đất sao? Điều này nó rất là vô cùng đúng không ạ? Chúa đầy rẫy các từng trời và đất, Chúa đầy rẫy các từng trời và đất và đức trời không phải đức trời ở gần thì ngài không ở xa không phải là ngài ở xa thì ngài không ở gần điều này rất là khó hiểu ngài ở các nơi kín đáo không ai ai có thể giấu mình khỏi ngài được à, hay là ngài ở nơi hiện diện không ai có thể nói rằng con ở đây với chúa được chúa luôn luôn biết hết mọi sự đúng không? ngài ở đây dãy các từng trời và đất luôn các từng trời và đất đều có ngài điều này nó vô cùng và vô lượng nó quá sự hiểu biết chúng ta cho nên chúng ta phải biết rằng là đức của trời phải hiểu theo cách của đấng tạo hóa không phải hiểu theo cách mà chúng ta vẫn đang hiểu theo cách của tạo vật đúng không? ngài lớn nào đến cái lỗi ngài không cần phải đi đâu ngài không cần phải di chuyển nó như là như vậy rồi chúng ta sẽ đến một điều tuyệt vời hơn nữa đó nói ý của trời là đứng tối thượng đứng tối thượng đôi khi chúng ta thường nói là chúa đứng tối cao chúa đứng tối cao hay đứng trí cao đúng không từ tối ở đây nói về cái nói về cái sự vô cùng đấy tối tức là trí đấy tối tức là trí tức là cao nhất đấy tối và thượng tức là lớn rồi đúng không ạ thì, thì chúa nói về từ tối thượng tức là nói về sự lớn lớn nhất đúng không Chúa là đấng duy nhất lớn hơn tất cả Ngài là đấng duy nhất lớn hơn tất cả Đó là điều chúng ta phải học Và phải nhớ tối thượng có nghĩa là như vậy Lớn nhất và cao hơn tất cả và duy nhất thôi Vì cái sự duy nhất Sự lớn lao, sự cao cả, sự vô lượng này Vì Chúa đấng tối thượng này Nên chúng ta sẽ không hiểu được về cái việc mà đức trời không có khởi đầu và ngài không có kết thúc là như thế nào bởi vì chúng ta không hiểu về kết thúc và khởi đầu được những não ta nó quá là hữu hạn chúng ta không thể tưởng tượng về cái sự ba ngôi của đức chúa trời là như thế nào được mình có lấy cái ví dụ các bạn về cái quả trứng này nhưng thực ra là đấy đây là lấy cái tạo vật để gọi là chúng ta nên hiểu theo cái cách như thế thôi tức là chúng ta không thể bóc tách được ba phần ra khỏi nhau tức là không thể bóc tách ba ngôi đức chúa trời ra được với đức chúa trời tồn tại là một thể uh, chỉ có một đức trời thôi đấy là mình muốn huấn thì các bạn hiểu các bạn hiểu theo cái cách đó thôi chứ còn chúng ta không thể tưởng tượng hết về cái sự ba ngôi này nó vô cùng là mầu nhiệm và chúng ta không thể nào thấu hiểu hết mọi sự dù cố gắng đến đâu đi nữa rồi có nghiên cứu rồi có dợ, sử dùng vào cái này rồi sau này các bạn có do này rồi sau này các nhà khoa học có thể nghiên cứu ra những cái bộ não bộ não bằng máy móc hay là cái gì đó nó rất là vi thường để lắp vào bộ não chúng ta hoặc là các nhà sinh học có thể nghiên cứu ra một cái loại thuốc gì đó để tiêm vào chúng ta để chúng ta để cho chúng ta có thể cố gắng suy nghĩ hay cố gắng thấu hiểu thì cho chúng ta có thể thông minh hơn thì chúng ta không thể nào hiểu về đấng tối thượng hơn cả vì Chúa là lớn hơn tất cả lớn hơn tất cả và cũng đặc biệt là chúng ta không thể thấy vì Chúa nào đấng tần lên thần linh đúng không ạ chúng ta không thể nhìn thấy uh, Chúa bằng con mắt bình thường bằng con mắt vật lý và thể lý được chúng ta không thể nhìn thấy Chúa bằng con người và lòng tử được uh, chúng ta chỉ nhìn thấy những tạo vật của ngài thôi bởi vì đôi mắt chúng ta là tạo vật chúng ta không thể nhìn thấy đấng tạo hóa bằng tạo vật được cho nên là nếu như đức trời không bày tỏ thì không ai có thể nhận biết ngài bằng con mắt thuộc linh bằng con mắt trong lòng chứ đừng nói là bằng con mắt uh, của thân xác này chúng ta sẽ đọc cái câu tuyên bố đó là đức chúa trời là ứng tối thượng có nghĩa là ngài cai trị tất cả ngài lớn hơn tất cả ngài có thể nhắc đến là đấng trí cao rồi chúng ta sẽ đọc cái câu Giê-đi-mi chương 10 câu 6 này nhé chúng ta sẽ đọc Giê-đi-mi chương 10 câu 6 nhá đó là hỡi đức jehovah chẳng ai giống như ngài ngài là lớn danh ngài có sức mạnh lớn lắm chúa là lớn nhất đúng không ạ là lớn nhất khi nói đến tên của Chúa thôi đã biết Ngài đã thể hiện cái sức mạnh rất là lớn rồi. Chúng ta sẽ đọc tiếp câu gốc uh, 83 Thi thiên và Isaiah 545. 4505. Giờ cái Isaiah trước nhé sẽ đọc Isaiah 5 trước. Ta là Đức Giê-hô-va không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Giàu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi. Hầu cho từ phía trước mặt trời mà có đến mặt trời lặng, họ biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ta, Ta là Đức Jehovah Không có đấng nào khác, đúng không? Ta là Đức Chúa Trời hàng hữu, không có đấng nào khác, Chúa là phán như vậy. Không có Chúa, chúa là đấng duy nhất. À, thi thiên 83 đi. Thi thiên 83 câu 18 đi. Câu 18 đúng là câu cuối cùng luôn. Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời danh là Jehovah hô đấng chí cao trên khắp mọi đất thực ra thì có bản dịch các sách dịch chúa là đấng ra V nhưng mà thực ra người ta có thể gọi là chúa hằng hữu chúa hằng hữu chỉ có một mình chúa thôi một mình ngài thôi rồi chúng ta sẽ có một số các câu hỏi ôn tập để kết thúc cái bài này ở đây câu hỏi thứ nhất chúng ta sẽ có là có lúc nào đức trời không sống chăng thì chúng ta biết rằng đức trời đấng hằng sống ngài không thể chết và ngài không thể biến mất không bị không thể bị tiêu diệt ngài không thể chết đi cho nên là chúa luôn luôn sống và chúa là đấng hằng sống hằng sống hằng sống hay hằng hữu hay hằng còn buôn đời đức chúa trời có cần chu cấp để được tồn tại không? chúng ta sẽ không đúng không. Đức chúa trời đứng toàn năng, ngài là đứng đầy dẫy quyền năng và năng lượng, đúng không? ngài là đức thánh linh, quyền phép nữa, Đó, cho nên là ngài tồn tại không phải, không cần bởi bất cứ sự chu cấp nào. đây là cái điều rất là vô lượng mà chúng ta không thể hiểu về ngài được. và ngài không có thân xác vật lý, không có thân xác vật lý, à, nhưng chúng ta biết rằng chúa đã à, là nhập thể làm người đúng không? chúa đã nhập thể làm người, cho nên là trong chuối su quyết có thân xác nhưng mà thân xác đó đã được thánh hóa bằng thân xác thiêng liêng rồi, cho nên là ngài không có cái thể xác vật lý đẩy dậy cái sự ô tội như chúng ta đang có bây giờ. Thì khi nào chúng ta học về bài Đức Chúa Trời nhập thể hay là học về học về sự chết và sự sống lại của Jesus thì mình sẽ nói cái điều này cho các bạn. Nhưng mà biết quan trọng là Chúa là ứng thần linh không có thân xác là được. Rồi, câu 4 đó là có mấy đứa mấy đứa Trời? Chúng ta đừng nhầm tưởng là có ba đứa Chúa Trời nhá, chỉ có một đứa Chúa Trời thôi, à, giống như là à, có chứng này không? có chứng này không phải có ba nếu ta tách ra thì không phải nữ trời à, đúng không nếu ta nếu ta tách một ngôi nào đó ra thì không phải nữ trời là một cái tôn giáo nào đó nói về nữ trời thì phải nói với đức chúa cha và nói về được chúa con và được thanh linh chứ không thể là chứ không thể không thể nào bác bỏ một thân vị nào của ngài hay một ngôi vị nào của ngài được chỉ có một đức trời thôi rồi có ba ngôi đúng rồi ba ngôi nó có nói rồi cha con và thanh linh tiếp theo là thiên hà rộng lớn vắng vẻ bao la Chúa có hiện hữu ở đó không? Chúng ta biết rằng Chúa là vô lượng và sự hiện hữu của Ngài là ở mọi nơi. Nhưng chúng ta không thể hiểu đấng tạo hóa theo cách của tạo vật được, đúng không ạ? Ta phải hiểu Chúa là vô lượng ba la luôn luôn Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài biết mọi thứ, đúng không ạ? Nên cho nên là Chúa được gọi là đấng tối thượng Tối thượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài lớn hơn tất cả Ngài cao cả hơn tất cả à, Ngài cao cả hơn tất cả Lớn hơn tất cả Là có nghĩa là đấng tối thượng Đấng cao nhất Cao nhất rồi Đúng không? Chúa vĩ đại thay Vĩ đại thay Danh Ngài đó là những gì mà chúng ta thường chúc tụng ngài tôn vinh ngài thì đó là điều mà mình muốn chia sẻ trong các nền tảng này các bạn đã thấy nó rất là cơ bản rất là cơ bản đúng không à, nó tính chắc là các bạn sẽ cảm thấy hấp dẫn với những điều cơ bản này được nói ra và các bạn sẽ khao khát học những điều sâu nhiệm hơn và đọc chúc cho tất cả những ai yêu mến chúa sẽ tìm hiểu về ngài sâu sắc và biết chắc về chúa đức trời trong những điều màu nhiệm hơn nữa hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc các bạn có cuộc sống vĩnh phúc ở nơi thiên đàng cùng lộc sau này amen